hai tử tù đang chờ thi hành án tử hình được giam tại trại T16 Bộ Công an đã bỏ trốn khỏi nơi giam giữ. Lực lượng chức năng đang phát các thông báo để truy tìm. Hai kẻ vượt ngục là Nguyễn Văn Tình, 28 tuổi, trú xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, Hà Nội, đã bị Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội xử mức án tử hình trong một vụ buôn bán 490 bánh heroin ma túy vào tháng 4 năm 2017. Và Lê Văn Thọ, 37 tuổi, xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, Hải Dương, đã bị Tòa Nhân dân tỉnh Hà Nam tuyên mức án tử hình cho các tội danh mua bán trái phép chất ma túy, giết người và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện Công an thành phố Hà Nội đã ra lệnh truy nã đặc biệt đối với hai tử tù bỏ trốn. Được biết, hai đối tượng này đã bỏ trốn trên chiếc xe gắn máy biển kiểm soát 29X6-2817. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đề nghị cá nhân tổ chức bắt hoặc là phát hiện tiếp nhận bị can báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội theo địa chỉ như quý vị nhìn thấy trên màn hình.